ơi, bán cho tôi chai dầu ăn, chiên bao ngon, ăn bao khỏe, giá bao tốt nha. Đi bao ngon nhưng không ngon, khỏe nhưng không khỏe, đi bao rẻ nhưng mà nó không rẻ. Voi chín gà chín cửa hả? Lấy đâu ra? Đây, dầu ăn Mezangol mới, công thức vàng, chiên là ngon, ăn là ngon, lại ngon. Dầu ăn Mezangol mới với công thức vàng, kết hợp từ 3 loại dầu cao cấp: dầu hướng dương, dầu đậu olin cho món ngon và sức khỏe. Có mì rằng, nấu mì ngay. Chuẩn kìa. Mè.